Một bạn có gửi câu hỏi đến Thảo Dược Đức Thịnh như sau. Cho em hỏi là em bị viêm gan B mãn tính nhưng bác sĩ chưa cho thuốc uống vì bệnh chưa phát triển. Liệu em uống gan xoa có được hay không? Mong nhà thuốc tư vấn giúp em ạ. Chào bạn, tôi xin phép được trả lời câu hỏi của bạn như sau. Gan xoa là một trong những vị thuốc điều trị các bệnh về gan và được sử dụng theo kinh nghiệm dân gian của một số vùng miền ở nước ta. Cũng theo kinh nghiệm dân gian thì gan xoa là một cây thuốc rất là tốt cho bệnh nhân viêm gan B bởi vì khả năng tăng cường và phục hồi chức năng gan bị tổn thương. Trong trường hợp của bạn là bị viêm gan B, thể virus chưa hoạt động nên bác sĩ không cho bạn thuốc để uống. Trong trường hợp này thì bạn vẫn có thể sử dụng một số cây thuốc nam để uống thay nước hàng ngày giúp củng cố chức năng gan, đồng thời ngăn ngừa mầm bệnh viêm gan B phát triển. Cây an xoa là một trong những vị thuốc rất là tốt đối với bệnh của bạn. Ngoài ra thì bạn nên sử dụng kết hợp thêm cây cà, gai leo, cây xạ đen để sắc uống chung. Bạn hãy sử dụng kết hợp như vậy và uống thay nước hàng ngày. Một số thông tin nhà thuốc xin phép được chia sẻ đến với bạn.